Em có thông tin lô đất diện tích 56,8 mét vuông, mặt tiền và mặt hậu là 4 mét, nằm ngay trên trục ô tô tránh, thuộc địa chỉ chợ Kim, xã Xuân Lộn, huyện Đông Anh. Đây chính là thông tin của lô đất này. Lô đất này thì sẽ có một con đường nhỏ đâm thẳng vào với đất. Các quý anh chị không ngại đường đâm thì có thể quan tâm tới lô đất này. Đường trước đất thì rộng lên tới hơn 4 mét. Các anh chị di chuyển một chút ra phía bên này là đường bờ kênh của chợ Kim. Đường bờ kênh này thì kinh doanh cũng khá là tốt, đường thì ô tô đỗ cả ngày. Anh chị dịch chuyển xuống bên dưới này một chút là khu tập thể của chợ Kim. Dịch ra phía bên này chính là đường Lê Hữu Tự kéo dài đang được thi công mở rộng rất là đẹp. Xung quanh ở đây thì dân cư đều là công nhân viên chức. Các anh chị đi theo hướng này thì ra tới chợ Kim chỉ vài chục mét thôi, ra tới đường trục chính liên xã cũng khoảng chừng hơn 100 mét. Ra tới đường trục chính kia thì có trường học, trạm y tế và các siêu thị kinh doanh rất là lớn ở ngoài đó. Vị trí ở đây thì cũng khá là đắc địa, gần với công ty khóa Việt Tiệp, gần với công ty Xích Líp, cụm khu công nghiệp, cũng như là khá là gần với trường cao đẳng nghề Việt Hàn, bệnh viện Bắc Thăng Long, và khá là gần với đường Lê Hữu Tự kéo dài đang được thi công mở rộng. Các quý anh chị quan tâm có thể kết nối Zalo cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn cung cấp các dịch vụ đo đạc, đăng ký biến động đất đai, chia tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu và hỗ trợ tài chính. Các anh chị quan tâm thì liên hệ trực tiếp hoặc bình luận ở bên dưới video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.